đêm từng đêm trong từng con hẻm nhỏ, bao buồn vui bao cảm bấy răng răng, người cảnh sát vẫn âm thầm quên mình, sẵn sàng hy sinh cho khu phố yên bình. Bao ngày qua quên tình yêu tuổi trẻ, quên tuổi xuân, quên hạnh phúc riêng tư. Nhiều uẩn ức vẫn kiên cường trung dung, vì lòng thương dân, vì hạnh phúc cho dân. Niềm hạnh phúc trong tim người chiến sĩ là đem yên vui về khắp muôn nhà, đêm an hòa cho mọi người thêm yêu cuộc đời. Yêu cầu thả người ra đi. Anh đang đề cập tới chuyện Sáu Hức Tốc bị bắt là do đốt chút dân phòng. Ông Sáu Hức Tốc không có đốt, chính thằng Tâm đã đốt. Yêu cầu anh thả ông Sáu Hức Tốc ra. Đúng rồi đó. Thả đi. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng thật hư. Nếu anh Sáu Hức Tốc không phạm tội thì không ai có thể làm gì anh ta được hết. Vậy thì ông trả lời đi. Vì sao thằng Tâm đánh ông Sáu Hức Tốc bởi đâu? Đề nghị anh đang nói lịch sự. Đồng chí Tâm đã hành hung ai? Nó đốt chòi văn phòng, rồi nó vu khống cho ông Sáu. Ông Sáu hô quát một người tới chữa cháy thì bị nó đập bởi đâu? Thôi được rồi, thay mặt công an phường, chúng tôi cảm ơn các anh đã cung cấp cho chúng tôi một số thông tin có liên quan tới vụ án. Chúng tôi sẽ bổ sung những lời khai của anh để làm nhân chứng cho vụ án. Ủa, mà mình đâu có mặt ở hiện trường đâu mà làm. Mày ơi, mày ngu quá, mày cầm cái miệng mày lại. Anh không có mặt ở hiện trường có nghĩa là không có e xì ke gì hết trơn á. Thằng Tâm số này đã nói là làm. Anh không thả ông Sáu ra thì đừng trách thằng Tâm này kỹ lắm hơn nữa. Các anh cứ bình tĩnh đi, luật pháp sẽ không để các anh thiệt thòi đâu. Các anh nghe lời tôi, giải tán đi. Không thể nói xuống như vậy được. Nếu như không có giao thằng Tâm ra đây thì đừng có trách Tâm số này không cho đẹp. Kệ đại ca, Tâm ra, ra kệ đại ca, chơi nó luôn đại ca. Cho thủ trưởng. Ê Tâm, mày ngon ra đây đấu tay đấu với tao rồi Tâm. Đồng chí cứ tạm vào trong, chuyện ngoài này để tôi giải quyết. Đồng chí có sao không vậy? Ai đem đá vậy? Gọi một ba cho tôi nhanh lên. Dạ. Có sao không? Alo, vậy em nghe anh. Tụi nó gọi bên 113 rồi đó. Rút đi, để ông tôi ảnh hưởng tới tao. Dạ biết ngay, rút tụi mày. Dạ, tao đó. Chú kiểm tra trên người có bị sao hay không? Chú uống nước đi. Dạ, em cảm ơn thủ trưởng. Chuyện ở hẻm 100 như thế nào, chú kể thật chi tiết cho tôi nghe. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Dạ thiếu tá, thiếu tá cho gọi em. Tâm đâu rồi? Dạ, Tâm vô phòng riêng của trung tá Quang rồi ạ. Hồi nãy biết ai ném đá vô người nó không? Dạ báo cáo anh, lúc đó cũng hỗn loạn quá nên em cũng không để ý ạ. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Rõ, thôi thủ trưởng. Cứ giỡn mặt với anh đi, anh sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ. Vậy là tận mắt chú trông thấy Sáu Hức Tốc châm lửa đốt. Dạ không ạ. Chính Sáu Hức Tốc
chạy vào trong hẻm thông báo cho mọi người dân biết và thông báo cho dân phòng. Khi em chạy ra thì cái chòi bắt lửa mạnh, không thể cứu chữa được. Sao chú đoán chắc? Sao hớt tóc đốt? Chính sao hớt tóc là người đã báo thông tin giả. Ông báo là em bị côn đồ chém ở trong hẻm. Vậy còn vết thương trên đầu của sao hớt tóc thì sao? Chính sao hớt tóc tự lăn đùng xuống đất để ăn vạ. Tốt. Vậy Dũng sẽ là nhân chứng trong vụ này. Dạ. Anh sẽ làm hồ sơ để chuyển lên quận. Có thể không truy cứu vụ này được không ạ? Sao vậy? Anh muốn biết lý do. Nếu như quận xử lý vụ này, em e rằng Sáu Hất Tóc không tránh khỏi bị tù tội. Ông ta vẫn còn đứa con gái nhỏ. Nếu làm công an mà ai cũng mềm lòng như chú thì loạn hết. Vụ này không làm khác được đâu. Vậy em có thể đứng ra để bảo lãnh cho Sáu Hất Tóc. Nếu như Sáu Hất Tóc mà bị ở tù thì coi như chúng ta đã hủy hoại cuộc đời của con gái ông ta. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Anh buộc phải giao lên quận. Con bé Nguyệt mồ côi, chính Sáu Hất Tóc đã cưu mang nuôi nấng nó từ bé. Em sợ nếu như thiếu đi người cha, con bé sẽ đi vào vết xe đổ của những người xấu ở hẻm 100. Anh hiểu ý của chú, nhưng anh rất tiếc. Em xin phép thủ trưởng. Bé Nguyệt, 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 bé Nguyệt, 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 bé Nguyệt, anh có cách giúp ba em mà. Nói thiệt nghe, anh không có tin là con nhỏ nó đến tận đây nó tìm chú đó. Sao anh lại nói như vậy? Con bé chắc là nó lo cho ba nó. Nó lo cho ba nó hay là nó lo cho nhân tình dụ dỗ nó? Anh, con bé nó còn nhỏ, nó không phải như anh nghĩ đâu. Vậy là nó như cậu nghĩ chắc. Ơi, cha nào con nấy, đầu trộm đuôi cướp mà. Cứ đợi đó mà xem. Anh... Cha mày sao rồi? Ở tù á. Ai biểu cha mày làm chuyện càng chi? Nhưng sao mày biết ông ở tù? Em là nước ngoài, em nghe mấy ông công an nói chuyện á. Đáng đời. Rồi bây giờ làm sao cứu ba con đây? Chỉ có trời cứu cha mày. Cha em cứu được cha mày. Cá bình tĩnh. Tụi mày nha, đây không có cố ý nghĩ ra khỏi nhà tao nha. Cái đau này không có chứa cái lũ tụi mày, hiểu chưa? Em đi liền, em đi liền. Mày muốn cứu ba mày á? Theo tao. Biến. Ok ok ok. Tụi mày biến. Em đi liền. Nè Nguyệt. Dạ. Mày đi đâu vậy? Đừng có nghe lời tụi nó không có đáng tin đâu. Nhưng mà con muốn cứu ba con. Nguyệt. Nguyệt. Thiệt tình cái con nhỏ này. Chú có gọi điện thoại với đội dân phòng báo là thằng Quý Tâm bị chém ở trong hẻm không? À, dạ không. Vậy số điện thoại này là của ai? Ơ à? Của tôi. Vậy thì chính chú đã gọi điện thoại cho anh em dân phòng. Ờ, không, không, tôi không biết. Nếu như chú không đốt thì chú báo tin giả để điều đội dân phòng đi chỗ khác để làm gì? Không đốt, tôi không đốt mà. Nếu như chú không thành thật thì chú sẽ không được giảm nhẹ tội đâu. Dạ. Chào thủ trưởng. Ừ. Đồng chí ngừng làm việc đi. Cho ông Sáu về. Ủa sao về thủ trưởng? Không có lý do gì tạm giữ ông Sáu hết. Nhưng đã có nhân chứng, chính đồng chí Tâm là kẻ đốt chốt văn phòng rồi vu oan cho ông Sáu.
Sao kỳ vậy? Em không tin là thằng Quý Tâm lại làm như vậy đâu. Vậy thì chú Tâm có bị bắt hay là bị ở tù không? Không phải chuyện của ông. Được thả thì lo về đi. Dạ dạ dạ. Dạ xin chào ạ. Đồng chí gọi điện ngay, kêu đồng chí Tâm về. Có đồng chí cán bộ thanh tra thành phố gì cần làm việc với đồng chí Tâm. Rõ, thưa đội trưởng. Mời đồng chí theo tôi. Mời đồng chí ngồi. Cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí uống nước. Được rồi, tôi cảm ơn. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Được rồi. Đây là đồng chí từ bộ phận thanh tra của thành phố xuống làm việc với đồng chí. Chào thủ trưởng. Hai đồng chí cứ làm việc đi nha. Được rồi, cảm ơn. Mời đồng chí ngồi. Chúng ta sẽ làm rõ một số vấn đề liên quan tới tư cách của đồng chí. Đầu tiên tôi xin thông báo, đồng chí bị tạm đình chỉ công tác. Đây là quyết định tạm đình chỉ, đồng chí đọc đi. Không thể tin được. Đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi có trách nhiệm làm rõ những chi tiết mà đồng chí bị tố cáo. Nếu như đồng chí trong sạch thì chúng tôi sẽ minh oan cho đồng chí. Dạ, tôi hiểu. Hôm nay chúng tôi chỉ thông báo quyết định, ngày mai chúng tôi mời đồng chí về phòng thanh tra để làm rõ một số vấn đề. Chào đồng chí. Nè, mày nói thiệt cho tao biết, mấy vụ tấm hình này là sao? Mày có gì với nhỏ hơn này không? Hả? Tao khẳng định là không. Không có gì mà mày ôm nhau xà nẻo vậy đó hả? Thật sự là tao không có gì mà. Mày hãy tin tao đi. Nè, tao tin mày. Nhưng mà những tấm hình này nè, nó phản đối niềm tin của tao dành cho mày. Mày giải thích đi. Thì cái đêm hôm đó tao hoàn toàn bị động, nhưng mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu. Một thằng đàn ông và một người phụ nữ ôm nhau xà nẻo vậy nè, mà nói là không có gì. Giống như mày nói, châm lửa vào xăng mà nó không chịu cháy vậy đó. Thì mày hãy tin tao một lần thôi mà. Mày có biết không, cái người phụ nữ này nè đã gửi đơn tố cáo mày lên đến thanh tra rồi kìa. Trong đơn đã ghi rõ ràng luôn là mày á lợi dụng quyền hạn của cảnh sát để buộc người ta vô nhà nghỉ. Mặc dù đã bị cưỡng bức nhiều lần nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Còn nói mày á lạm dụng tình dục với con gái của ông Sáu Hớt Tóc kìa. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ còn làm chứng nhìn thấy mày á châm lửa đốt chút văn phòng nữa, xong rồi còn nói mày du dạ cho ông Sáu Tóc đốt nữa đó. Mày thấy chưa, hồi hôm trước á mày đã chứng kiến hết mọi thứ mà chị ta còn vu khống tao như vậy. Tao nghĩ có một kẻ nào đó xúi giục chị viết đơn đó. Tao tin là kẻ đó cũng xúi Sáu Hớt Tóc đốt chốt văn phòng. Tao nghĩ đây là một kịch bản mà chị Hương và ông Sáu Hớt Tóc đều là diễn viên. Đúng. Mày nghĩ người đó là ai vậy? Có thể một trong số những ông sếp của tao. Ông ta triệt mày để làm gì? Thì tao không thể trả lời câu hỏi đó vì tao có biết đâu.
Bây giờ điều quan trọng là tao với mày phải tìm ra câu trả lời mới được. Nhất trí. Thôi, uống nước đi. À, Ngọc Mai sao rồi? Sao cái gì? Hình như tao thấy Ngọc Mai đang giận mày cái gì đó. Nói tới mày á, Mai không có muốn gặp mày đâu. Tao hỏi chuyện là Ngọc Mai sinh ra khỏi ngành kìa. Thì có một thằng nào đó xúi dục Mai sinh ra khỏi ngành để làm kinh doanh gì với nó đó. Dũng nè, mày, mày yêu Mai đúng không? Thì tao làm gì có chuyện đó mày. Tao chỉ coi Mai như là em gái thôi. Nếu có thì mày phải nói thật để tao còn chừa ra. Không có. Mày đừng có giỡn nữa mà. Nè, mày có cách nào khuyên Mai bỏ ý định đó không? Mai đang giận tao thì làm sao tao khuyên Mai được. Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ trở lại chuyện của mày. Bây giờ tôi thấy như vậy, mày với cô Hương gì đó khó đỡ là bởi vì có hình ảnh. Còn chuyện sao hớt tóc á, thì mày nên đến gặp cán bộ thanh tra, rồi mày yêu cầu cán bộ thanh tra đến gặp bé Nguyệt, rồi chính con bé Nguyệt sẽ cứu cho mày. Chuyện của chị Hương thực sự là tao không lo. Tao tin chắc là khi đối diện với tao, chị Hương sẽ không đủ can đảm để vu khống tao đâu. Cố gắng vượt qua đại nạn đi bạn. Ủa, cà phê với trà đá thì cũng làm gì? Thì mày cứ tưởng tượng là bia đi. Mày dở quá. Đồng chí đã tường trình đầy đủ 4 nội dung mà chúng tôi yêu cầu chứ? Báo cáo đồng chí đã đầy đủ à? Đồng chí có chắc chắn là mình bị oan không? Tôi xin thề bằng cả danh dự của mình. Đồng chí có yêu cầu gì không? Tôi chỉ mong các đồng chí làm sáng tỏ mọi thứ. Trong vụ đốt chốt dân phòng, tôi nghĩ các đồng chí cho mời con gái của ông Sáu Hất Tóc đã làm nhân chứng. Hôm đó bé Nguyệt đã chứng kiến gần như tất cả các sự việc. Đồng chí không cần phải đề nghị, chúng tôi đã mời cô bé đến đây rồi. Vậy thì tốt quá. Vậy các đồng chí cho tôi gặp bé Nguyệt đi nghe. Tất nhiên rồi. Chào dì. Mời dì và cháu ngồi. Dạ. Dạ, dì Tám. Quả này nó không có chịu ăn uống, với lại nó không nói chuyện với ai hết. Nó cứ khóc hoài vậy đó. Bởi vì cháu Nguyệt là đối tượng liên quan, một trong 4 nội dung mà chúng tôi cần làm sáng tỏ. Vì vậy tôi mời cháu Nguyệt đến đây làm việc. Ủa, vậy tôi vi phạm chuyện gì mà chú mời luôn tôi? Dạ không, bé Nguyệt cần có người giám hộ. Nếu như bé Nguyệt không đồng ý cha nuôi làm giám hộ mà bé đề nghị gì, vì vậy tôi mời dì làm giám hộ cho bé Nguyệt. Kêu tôi làm giám hộ xong rồi á, có bắt tôi vô trong trại không? À không, dì không có tội gì đâu. Dì chỉ cần chứng kiến và động viên cháu Nguyệt nói đúng sự thật mà thôi. Ờ, làm nãy giờ tôi sợ gần chết luôn vậy đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc nha. Dạ. Cháu đã sẵn sàng chưa Nguyệt? Cháu có quen biết Thượng Quý Tâm này không? Biết á thì nói biết, còn không á thì nói không, nghe chưa? Chú hỏi lại, cháu có quen biết Thượng Quý Tâm không? Dạ có. Khi xảy ra việc đốt chốt văn phòng, cháu ở đâu? Ờ, thì lúc đó nó ở chung với tôi. Dì nên để bé Nguyệt trả lời đi ạ. Dạ. Dạ lúc đó cháu ở chung với lại dì Tám. Cháu có biết ai đốt chốt văn phòng không? Làm sao mà nó biết được. Dì cứ để cho cháu Nguyệt trả lời. Dạ, tôi quên. Con không biết. Có phải là ba cháu đốt không? Dạ không.
Vậy thì ai đốt? Quyệt, xem lại nói anh đúng. Lúc đó em cũng biết là anh đang... Thủ Quý Tông, tôi đề nghị đồng chí im lặng. Lúc đó ba cháu ở đâu? Nè, cái vụ này tôi thấy bất thường lắm rồi đó nghe. Vì tôi để cháu Nguyệt trả lời. Lúc đó ba cháu đang ở đâu? Lúc đó ba cháu ở nhà. Trước đây Thủ Quý Tâm có rủ cháu đi khách sạn không? Nguyệt, em làm sao vậy? Một lần nữa tôi yêu cầu Thượng Quý Tâm im lặng, nếu không tôi buộc lòng phải cách ly đồng chí. Cái câu này tôi trả lời Thế còn Nguyệt được không? Hôm nay tôi chỉ lấy lời khai của cháu Nguyệt mà thôi. Nó nhỏ xíu hả? Có biết gì đâu mà nói. Nó nói tầm bậy tầm bạ không hả? Nguyệt, hôm nay con sao vậy? Cháu Nguyệt nè. Nguyệt, Nguyệt, tôi theo nó. Em đã nộp đơn xin nghỉ chưa? Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Em có biết á, là trong thời gian em suy nghĩ thì trái đất vẫn quay với tốc độ là 30.000 cây số trên một giây. Trong lúc mà em đứng lại suy nghĩ á, thì mọi thứ thi nhau chạy tới dùng dục. Em muốn làm kinh tế á, thì phải quyết đoán em à. Em vẫn còn băn khoăn nhiều thứ lắm. Anh nói rồi, em băn khoăn làm gì cho nó mệt chứ. Vốn á thì anh có sẵn, mà là vốn mạnh luôn. Chiến lược kinh doanh nè, anh cũng có sẵn luôn. Anh là một vị vua trên thương trường, một vị vua đang rất cần một hoàng hậu như em. Anh với em á, cùng nhau thôn tính thị trường này đi. Em là một người thực tế. Thì anh có khác gì em đâu, anh cũng là người thực tế đây nè. Thú thật, em không quen lắm với cụm từ đao to búa lớn. Từ bé tới giờ em chưa cầm trên tay số tiền quá 100 triệu nữa đó. Em à, rồi sau này á em sẽ quen thôi. Tới một ngày nào đó thì em sẽ kinh ngạc rằng một chữ ký của em thôi đã thu lại tới hàng chục tỷ đồng lận. Em hãy nghe lời anh đi. Một người phụ nữ xinh đẹp như em á không đáng để làm cái nghề này đâu. Một cái nghề mà khổ thai, rồi tai tiếng, rồi chết thai cho thiên hạ nữa. Anh đừng đụng đến tín ngưỡng của em. Anh xin lỗi, nhưng mà nó bạc bẽo thật mà. Nó đang bạc bẽo với chính em đó. Nếu như anh tôn trọng em thì anh đừng nhắc tới nghề cảnh sát bằng thái độ thiếu tôn trọng như vậy nữa. Em nói rồi, em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Ok, anh sẽ cho thời gian em suy nghĩ thêm. Sao, tối nay đi bar chơi với anh không? Tinh thần em vẫn chưa ổn định, em không muốn bước ra khỏi nhà trong trạng thái như vậy đâu. Thôi, để hôm khác đi nha anh. Chị hai. Hả? Hai Hùng đi cho em đi nha. Em đó, lo học hành đi. Sinh viên gì đâu mà nghe đi chơi cái tưng tưng lên như vậy à. Học riết não cũng mệt, cũng cần xóa chứ bộ. Chị hai, cho em đi bài với anh Phương nha. Không. Mai nè, em cắt kè với em Út làm gì chứ. Cho em nói đi chơi với anh đi. Đi lên học bài cho chị. Hàng tỷ neuron thần kinh đình công, không chịu làm việc nữa kìa chị hai. Không có nói nhiều, đi lên học bài cho chị. Nhanh, nhanh. Con nhỏ này thiệt tình. Mai à, em đừng có khắc khe với em Út quá đáng như vậy chứ. Tính con bé đó nó còn trẻ con lắm,
không nghiêm khắc với nó sẽ hư đó. À, em có biết là sự khắc khe sẽ nuôi dưỡng mầm móng nổi loạn hay không? Em đang xúi nó giấu em những điều mà không nên giữ bí mật. Em nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ nó với ba mẹ, cho nên em phải kiểm soát nó. Ok, anh sẽ không tranh luận với em đề tài này nữa. Trở lại chuyện công việc đi. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em đó, về cái chuyện mà hợp tác làm ăn với anh đó. Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ. Anh nghĩ là cho dù kết quả như thế nào, anh cũng mong là em hãy xem anh như là bạn thân, giống như hồi mình còn đi học đi. Dạ, em cảm ơn anh. Để tỏ thiện chí của anh tặng em món quà nhỏ này nè. Mà nhớ khi anh về em mới mở ra nha. Không đâu, không nên, em không thể nào nhận quà. Anh không có đòi quà đâu mà em sợ. Anh giữ lại giùm em đi. Thôi anh về nha. Bye bye. Anh Phương. Anh Phương à. À, chị hai sướng ghê. Wow, nhẫn kim cương. Vậy là anh Phương chính thức tỏ tình với hai rồi. Sướng ghê. Sướng cái gì mà sướng. Em lúc nào cũng vậy hết. Bỏ chiếc nhẫn vô hộp, ngày mai chị trả lại cho ảnh. Gì? Chị biết giá của chiếc nhẫn này bao nhiêu không? Đưa đây. Chị không cần biết giá của chiếc nhẫn này bao nhiêu hết. Chị chỉ biết á là không nên nhận quà của người khác. Chị nghĩ gì vậy? Anh Phương đâu có xa lạ gì với mình đâu. Ảnh người cùng quê với mình nè. Rồi ba má ảnh cũng chơi với ba má mình từ lâu. Đã vậy, chị còn là bạn học phổ thông với ảnh nữa. Dù thân thiết như thế nào á thì cũng không nên nhận quà, nhận tiền của người khác. Thiên ghét. Không ai tự nhiên tặng quà cho ai cả. Đây không còn là quà nữa. Mày là sự đánh đổi một điều gì đó, đúng không Hòa? Ngày mai trở về với chủ bình yên nha. Bye bye. Anh Tâm đến để khuyên mình ở lại ngành. Không nên gặp ảnh lúc này. Lúc này mình cần phải thật tĩnh tâm, tránh mặt ảnh thôi. Tâm. Làm gì mà mặt mày bí sĩ vậy? Kết thúc thiệt rồi, tao đầu hàng.
Mày đầu hàng chuyện gì? Tao bỏ cuộc rồi. Bé Nguyệt làm chứng rằng tất cả những thư tố cáo tao đều là có thật. Không thể nào. À, mà mày gọi cho ai chứ? Tao có bấm chuông rồi gọi cửa. Có vẻ hình như Mai không có ở nhà. Có lẽ tao cũng bỏ cuộc như Mai thôi. Mày nói cái gì vậy? Tao bỏ cuộc. Nhưng mà mày dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Tụi mình đã trải qua biết bao nhiêu thử thách rồi. Mình chưa từng gục ngã bao giờ. Sao hôm nay mày yếu đuối quá vậy? Tao không ngờ bé Nguyệt lại quay lưng với tao. Mày tỉnh lại đi. Suy nghĩ coi. Thật ra bé Nguyệt nó rất quý mến mày. Có lẽ nó không muốn ông Sáu phải đi tù, cho nên nó mới nói vậy thôi. Trong hẻm đó còn rất nhiều người quý mến mày. Thiệt chứ mày, bây giờ đầu óc tao đang bấn loạn lắm. Tao không suy nghĩ được cái gì hết. Tao cũng không biết bây giờ mình phải làm gì nữa. Tâm à. Tâm. Kể cả Mai bây giờ cũng tránh mặt tao. Chán nản quá. Thôi tao đi trước nè. Nè. Tao bỏ cuộc. Tâm. Tao đầu hàng. Tâm. Vào đi. Chào thủ trưởng. Một sinh viên ưu tú của đại học cảnh sát mà tệ như vậy sao? Ngồi xuống đây đi. Uống nước đi cho tỉnh táo. Dạ em cảm ơn. Trung tá chê em tệ. Đúng. Em tệ. Em tệ đến mức không đủ sức giải quyết cái con hẻm bằng một cái lỗ mũi của người ta. Uống nước đi. Tỉnh táo rồi nói chuyện với anh. Trung tá hãy cho em một cơ hội. Cơ hội đã nằm trong tay của chú, chứ đâu phải nằm trong tay của anh đâu. Trung tá biết em không sai phạm mà. Anh biết. Nhưng chúng ta chưa chứng minh được là chúng ta đúng. Vậy em phải làm gì bây giờ? Em chán nản. Em muốn xin được nghỉ chơi. Thực sự là em muốn ra khỏi ngành để kiếm tiền, sống một cuộc sống bình yên. Làm cảnh sát không có một phút giây nào bình yên cả. Mình luôn sống trong một tâm trạng bất an để mọi người được bình an. Những điều thầm lặng mà mình làm thì người ta không thấy. Người ta chỉ chăm chăm chờ những sai phạm của mình để người ta chửi rủa, người ta chê bai. Cái nghề này bất công. Em không chơi nữa. Tâm à, chú hãy nhìn thẳng vào mặt anh nè. Thủ trưởng, em đang nhìn và thấy anh không bảo vệ được cái đúng của em. Chú đã thấy được điều tôi muốn nói. Nhưng chính chú còn nhìn tôi bằng góc cạnh tiêu cực. Thì làm sao chú đòi hỏi người dân nhìn thấy những góc khuất thầm lặng của chú? Chú cũng biết tôi đang cố gắng lo cho chú mà. Anh lo. Anh lo mà anh buông xuôi để cho thanh tra làm việc với em. Tại sao chú phải sợ điều tra? Khi chú là người hiểu rõ hơn ai hết mình không sai phạm, tại sao cây bách cây tùng lại sợ chết công? Nếu chú không sai thì cứ đứng thẳng lên mà đón nhận thanh tra. Kết quả thanh tra sẽ chứng minh chú là người trong sạch.
Thưa anh, em đã hiểu. Tâm à, đứng thẳng lên đi. Khi ở tuổi chú, anh cũng trải qua biết bao nhiêu cay đắng của cái nghiệp cảnh sát khu vực. Cái nghiệp cảnh sát khu vực cũng giống như là con riêng của chồng. Mình càng lo lắng cho mẹ kế bao nhiêu thì càng bị ghét bỏ bấy nhiêu. Nếu chú trong sạch thì hãy đứng thẳng lên. Người cảnh sát phải luôn đứng thẳng. Báo cáo thủ trưởng. Rõ. Vậy mới phải. Trời đất ơi, đọc báo cũng không yên được với con nữa hả? Khóc gì mà khóc hoài vậy? Làm cái gì mà giống như gà nuốt dây thun vậy? Đi ra ngoài chạy nhảy đi. Ở nhà khóc lóc kiểu này còn mệt nữa. Mà ta bị ngộp thở với mày nữa. Tám. Cái gì? Con không có muốn hại anh Tâm đâu. Tám biết. Mà anh Tâm cũng biết. Anh Tâm không có trách con đâu. Ba con xấu lắm. Con nói chuyện với ba con nữa. Thôi, không có nói như vậy. Dù sao ông cũng là ba của con mà. Tại con thương ba con cho nên con mới chịu khai gian á. Chứ người khác đừng có hồng. Ba con là cái người trọng tiền hơn trọng tình nghĩa á. Không có nói như vậy. Phận làm con á, không có trách cha mẹ. Nhưng mà ổng đâu phải là cha ruột của con đâu. Nhưng mà ổng nuôi dưỡng con. Thử hỏi coi, ông không có moi mày á, lụm mày từ đống rác về á. Mày bây giờ bị kiến cắn, tha mất xác rồi. Còn nguyên hình hài như bây giờ đó hả? Thôi đừng có khóc nữa, để tôi đọc báo bà ơi. Khóc hoài mệt quá. Trời đất ơi, cái con nhỏ nhà báo Nguyệt Hằng này nó đưa tin tao lên nữa nè. Trời, tụi bay coi nè. Chuyện gì mà tám la sùm vậy? Mày đọc coi. Tự nhiên nói tao bị bắt, mà tao bị bắt hồi nào mà nói tao bị bắt. Đâu đưa cái con này coi. Thiệt tình nè, mày đọc coi. Đắng lòng, nữ đại tỷ giang hồ đã gác kiếm vẫn bị công an bắt. Trời, 888, có hình nữa nè Tám. Đâu? Trời, hình Tám đang ngồi uống cà phê, đẹp dữ thần luôn á. Đẹp mà nội tao chứ đẹp. Nè, cái này là lúc tao ngồi uống cà phê nè. Tụi nó lấy hình tao minh họa bài báo cho nó đó. Con này thi tình luôn á, mà đọc tiếp coi. Để con đọc tiếp. Hôm qua, đại tỷ giang hồ có tên là Nguyễn Thị Xôi. Ê, đã... khoan. Con đại tỷ giang hồ tên Nguyễn Thị Xôi tên gì xấu quắc vậy? Chứ, tên của Tám á Tám ơi. Cái gì? Tao tên Xôi hồi nào mày? Chứ tên gì? Tầm bậy tầm bạ không hả? Tên cúng cơm của tao á là Nguyễn Thị 58. Có nghĩa là tao sinh năm 1958. Còn cái tên Xôi này á là thằng cha sáu hất tóc đó. Thằng cha thấy tao bán xôi, rồi thằng cha mới đặt tao là Tám Xôi. Thành cái hổn danh của tao. Chứ tên cúng cơm của tao đâu phải là như vậy. Vậy hả? Thôi để con đọc tiếp. Lấy đỡ nha. Đại tỷ Nguyễn Thị Xôi. Tao không phải tên Xôi. Người ta ghi sao thì đọc vậy đi. Thôi mày đọc đi. Đại tỷ Nguyễn Thị Xôi là nữ giang hồ đã hoàn lương từ 10 năm nay. Sau khi được giảm án, tha tù trước thời hạn. Theo nguồn tin cho biết, đại tỷ Xôi bị bắt sau khi một giang hồ cũ có tên là Hớt Văn Tóc bị công an bắt. Hớt Văn Tóc là chồng xưa của đại tỷ Xôi. Khoan, dừng lại. Tao đếm trên đầu ngón tay tao á, tao làm gì có thằng chồng nào tên Hớt Văn Tóc trời. Trời ơi, là chú Sáu Hớt Tóc đó. Trời đất ơi, thằng cha Sáu Hớt Tóc mà ghi là Sáu Hớt Văn Tóc. Thôi thôi, không đọc nữa đâu, ba cái nhảm nhí này mệt quá. Thiệt tình, ghét cái con nhỏ nhà báo này ghê á. Ê, nhắc tới thằng cha Sáu, tao thấy thằng cha kỳ thiệt à nghe. Sao? Tự nhiên à, đi hạ thằng Tâm chi không biết nữa. Con cũng thấy vậy á. Mà hồi xưa á, chả đâu có như vậy. Trong chốn giang hồ á, lúc nào chả có nghĩa khí hết. Thằng Tâm tốt quá mà, hai nhỏ chi. Chẳng lẽ vì ba cái đồng bạc nhỏ như vậy đó mà làm ba cái chuyện hèn hạ. Không dám là ba đồng bạc nhỏ đâu Tám. Con thấy ông Tám Xối đưa cho bà con một đống tiền luôn á. Trời ơi. Ủa Tám, mà sao ổng làm gì ổng cần tiền dữ vậy? Gì vậy? Làm gì tụi bay nhìn tao dữ vậy? Làm như tao là vợ thằng chả vậy á. Sao tao biết được? Không ấy, mình qua bển hỏi ổng đi Tám. Qua bển làm gì? Có liên quan dính líu gì tới tao đâu qua bển. Liên quan sao không liên quan? Trời ơi, ổng bán danh dự lấy tiền á thì kệ ổng đi. Mà vợ lo con Nguyệt vô nè, làm chuyện thất đức được không? Đúng đó. Phải qua hỏi thằng chát tại sao vì tiền mà bán đứng con của mình như vậy. Đi. Dạ. Đi. Thôi con đâu có dính líu gì đâu mà con đi. Mày không đi thì thôi. Không, đi theo tao. Dạ. Còn con Nguyệt ở nhà. Ở nhà đi. Tám đừng đánh ba con. Mà nếu có đánh á thì đánh nhẹ vậy thôi nha Tám.
Tao đánh cha mày bờm đầu luôn đó. Không mà Tâm. Trời thôi đi. Trời ông tệ bạc với mày quá vậy mà mày còn bên ổng nữa. Dạ được rồi. Tôi có đánh á, tôi đánh nhẹ nhẹ như vậy nè, được không? Dù gì á, cha cũng là chồng của tao mà. Cái gì? Chồng trước má ơi. Đi. Anh kia, anh đi đâu vậy? Sao trí nhớ anh kém quá vậy? Anh vô hẻm tìm ai? Tôi là bạn của Thùng Quý Tâm. Anh lấy gì chứng minh? À, em nhớ rồi. Xin lỗi Thượng Quý. À, Dũng. Mày giỡn mặt hả? Hẹn tao mày phải đến trước chứ. Xin lỗi, tao còn phải ủi quần áo. Cái gì ủi đồ? Bộ rút quyết định đình chỉ rồi hay sao? Sao sắp phục mà chỉnh chu quá vậy? Chưa rút, nhưng mà tao quyết định chiến đấu tiếp. Phải vậy mới được chứ. Ủa, mày kêu tao ra đây có chuyện gì không? Tao định rủ mày vào trong hẻm uống cà phê. Sẵn dịp vào thăm chị Hồng luôn. Anh Du. Dạ. Hôm nay có xong chốt chưa? Có thể xong, nhưng mà có điều. Có điều gì khó khăn à? Tiền quỹ không có đủ để cắt lại cái chốt. Tôi đi xin thêm bà con, nhưng mà không có được bao nhiêu hết. Thành ra tôi phải mượn của bà xã một ít. Giờ á không biết phải làm sao để thu hồi để trả cho bà đây. Anh yên tâm đi, chuyện đó tôi sẽ lo. Dạ, cảm ơn anh Tâm. Chuyện chung mà, không làm á thì cả sớm thiệt thòi. Đứng ra làm á thì phải chịu cực khổ thôi. Tôi không để anh chị mắc nợ đâu mà lo. Anh Tâm, khoan đi. Tôi thắc mắc một điều này. Tôi nhớ mang máng là anh bị đình chỉ công tác rồi mà. Sao giờ anh còn mặc cảnh phục? Đình chỉ là tạm thời ngưng công việc để thanh tra. Trong thời gian thanh tra thì tôi vẫn là cảnh sát. Anh Tâm thông cảm đi. Tính thằng này á thì nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó không có ý gì xấu đâu. Tôi hiểu mà. Thôi, anh em cứ làm việc đi. Tôi đi đây. Dạ. Chào mấy anh em nha. Chào anh. Ủa, mà mình kiểm tra giấy tờ hôm nay chưa ta? Người ta ra vô phường á mòn hết mấy đôi giày rồi. Cứ gặp mặt là đòi kiểm tra giấy tờ là sao? Em cẩn thận vậy thôi mà. Đầu óc khi nhớ khi quên. Đồ tài lanh. Mấy chục năm nay tôi chưa đánh ông trận nào hết á. Sao? Bây giờ ông lờn mặt phải không? Được rồi, hôm nay tôi nhắc cho ông nhớ. Ê, thôi mình ơi, mình không có quan hệ gì nữa hết. Tôi bà không còn gì nữa hết. Thôi thông cảm á. Đứng lại đó. Tôi hỏi nè. Trả lời. Tiền ở đâu có? Không. Dạ dạ. Mình lấy điện thoại qua cái đoạn này lại cho tao. Trời, cô quay chi vậy? Bị đình chỉ công tác rồi, vô cơ quan chi? Nè, ông. Bộ bị đình chỉ, không có quyền vô cơ quan hay sao? Tôi có việc cần phải trao đổi với đồng chí trưởng công an phường. Tao đọc báo không đi với tụi mày nữa. Mày làm ơn đi ha. Có cắt móng tay móng chân á thì ngậm cái họng lại. Chừng nào mà đứt ngón tay ngón chân của mày á thì mày ca. Mệt ghê á. Còn mày nữa, mày khóc tới bao giờ hả rác? Tôi sắp chết rồi. Khỏi phải đi bệnh viện nữa. Ba, ba đừng có bỏ con xin lỗi ba. Ba ơi, con thương ba lắm ba ơi. Lên đi con gái. Ba biết ba không sống được bao lâu nữa. Ba đã dành dụm một ít tiền cho con vào đời.